Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Đêm nay mình sẽ tô màu chiếc xe ô tô nha mọi người. Xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh là sẽ như thế nào nhé. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye.